Ngày 19 tháng 1, tại văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận, chùa Phật Ân, số 33B Trần Phú, phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2023 và đưa ra phương hướng hoạt động Phật sự sau tháng đầu năm 2024. Phát biểu khai mạc hội nghị, Hòa thượng Thích Minh Nhật, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận, cho biết các công tác Phật sự 2023 đều thành tựu viên mãn. Tăng ni Phật tử luôn chấp hành tốt hiến chương quy chế, thông bạch, thông tư của Trung ương, chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước. Các ban ngành trực thuộc luôn làm việc trên tinh thần đoàn kết hòa hợp. Trong năm qua đạt được nhiều Phật sự nổi bật tiêu biểu như phổ biến triển khai các văn bản của Trung ương, giáo hội, kiện toàn nhân sự các ban chuyên môn, tổ chức hội nghị sinh hoạt hành chính giáo hội và nghiệp vụ trụ trì năm 2023 trong mùa ăn cư kiết hạ với nhiều nội dung thu hút đông đảo tăng ni Phật tử tham dự. Lễ ký kế kết an toàn giao thông, ký kế kết hợp tác lan tỏa bốn đề án văn hóa Phật giáo giữa Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Hạ thủy thành công bảy đóa hoa sen trên sông Cà Ti, tổ chức diễu hành xe hoa nhân mùa Phật đảng Phật lịch 2567, về công tác an sinh xã hội trong năm qua, ban trị sự đã xây dựng nhiều nhà tình thương, hỗ trợ người khó khăn, nấu cơm cho các bệnh viện và nhiều công tác thiện nguyện với tổng số tiền hơn hàng chục tỷ đồng. Thay mặt ban thư ký đại đức thích đồng hành phó thư ký trưởng ban thông tin truyền thông tỉnh Bình Thuận trình bày phương hướng hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 với nhiều hoạt động vật sự tiêu biểu ở khắp các ban ngành trực thuộc. Hội nghị đồng tình và thông qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2023, phương hướng hoạt động 6 tháng đầu năm 2024, báo cáo thu chi tài chính năm 2023 và kế hoạch tài chính năm 2024.